cát trắng nơi làng mai làng giữa cá thu về trong xưa

Anh đưa em về quê, về nghỉ Sơn đất biển, nơi hồng màu da đỏ, tàu lướt sóng ra khơi. Bao năm xa quê hương, mang tình yêu cửa biển, chưa một lần gặp lại lán chợ công đội mưa. Trăng, nơi làng mai làng giữa cá thu về trong xưa, em về với câu qua dòng, dòng thêm, biển sâu chân với nguyên huệ dáng ông ngồi đàn người gánh chưa ba đi chợ đất biển ôm hồn quê về nghi sơn em ơi nơi bao điều đổi mới chứa chan nhiều kỷ niệm nghi sơn đất Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ban Thường vụ thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, kiểm tra thực tế các hạng mục công trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2024. Phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 5, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu thị ủy đến điểm cầu ủy ban nhân dân thị xã và các xã phường tham dự hội nghị tại điểm cầu thị ủy có đồng chí trịnh xuân phú tỉnh ủy viên bí thư thị ủy chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã đồng chí trương bá duyên phó bí thư thường trực thị ủy các đồng chí trong ban thường vụ thị ủy các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ thị xã trưởng phó các ban của thị ủy trưởng các phòng ban đội thuộc ủy ban nhân dân thị xã lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng phó các đoàn thể thị xã, các đảng ủy, tri ủy trực thuộc. Tham dự tại điểm cầu Ủy ban Nhân dân thị xã có các đồng chí, phó các phòng ban đội trung tâm thuộc Ủy ban Nhân dân thị xã, phó các ban hội đồng nhân dân thị xã, các đồng chí bí thư, phó bí thư các tri bộ trực thuộc đảng bộ cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, phó bí thư thường trực thị ủy nhấn mạnh Việc Ban Thường vụ thị ủy tổ chức hội nghị học tập chuyên đề có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo bác. Tiếp nối các chuyên đề trước và chuyên đề toàn khóa, cụ thể hóa chuyên đề năm 2024 phù hợp với tình hình, nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã, nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm các khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thị xã lần thứ 26 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng Bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đồng bộ, chặt chẽ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, khóa 13 và kết luận số 21 KLTU ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là tập trung vào việc xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, gắn với thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã. Để hội nghị đạt kết quả cao, đồng chí Phó Bí Thư Thường trực Thị ủy đề nghị các đại biểu sự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, lắng nghe, kết hợp nghiên cứu tài liệu, trao đổi thảo luận, nắm vững những nội dung cốt lõi để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả tại cơ quan đơn vị. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để việc học tập và làm theo Bác ngày càng phát huy hiệu quả trong thực tiễn công tác và cuộc sống. Tại hội nghị, tiến sĩ Phạm Văn Minh, giảng viên chính, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Theo đó tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, đó là phải có thái độ đánh giá cao vai trò, vị trí của nhân dân. Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân muốn tôn trọng nhân dân thì phải hiểu dân xây lầu thắng lợi trên nền nhân dân muốn cho dân yêu muốn được lòng dân việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh người dặn trong di trúc đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân tiến sĩ phạm văn minh cũng đã làm rõ ý nghĩa lý luận thực tiễn của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Các giải pháp để mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, gắn việc học tập nội dung chuyên đề năm 2024 với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của thị xã và từng cơ quan đơn vị. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã nhấn mạnh: Các nội dung được truyền đạt tại hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng là những lý luận cơ bản trong tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của thị xã nắm vững nội dung, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại cơ quan đơn vị mình để nội dung chuyên đề năm 2024 về học tập làm theo Bác mang lại hiệu quả thiết thực trong mỗi tổ chức đảng, cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong thị xã. Đồng chí Bí thư thị ủy đề nghị Ban tuyên giáo thị ủy tiếp tục định hướng tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên nội dung chuyên đề năm 2024 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của tỉnh, của thị xã đồng thời theo dõi, đôn đốc, giám sát việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 trong toàn đảng bộ tổng hợp báo cáo ban thường vụ thị ủy theo quy định. Hai, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai học tập và thực hiện các nội dung của chuyên đề năm 2024 của tỉnh, của thị xã phù hợp với điều kiện, tình hình của cơ quan đơn vị, lãnh đạo các tổ chức, đoàn thể cung cấp các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc việc triển khai học tập và thực hiện chuyên đề năm 2024, đưa nội dung học tập chuyên đề năm 2024 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan đơn vị, xác định nội dung học tập và làm theo sát với nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, của cán bộ đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên, lựa chọn các vấn đề còn hạn chế của tập thể cá nhân để thảo luận và tìm giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện, đánh giá việc thực hiện chuyên đề năm 2024 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. 3. Ba, Ủy ban mặt trận Tổ quốc, Việt Nam thị xã và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức học tập tuyên truyền phổ biến chuyên đề năm 2024 của tỉnh, của thị xã đến từng hội viên, đoàn viên bằng các hình thức phù hợp gắn với các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, tổ chức, cơ quan đơn vị, tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt, lồng ghép với sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với việc tổ chức triển khai học tập và làm theo các nội dung chuyên đề năm 2024 gắn với triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp các quy chế quy định về giám sát và phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền 4. ủy ban nhân dân thị xã triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 gắn với các yêu cầu của chỉ thị số 27 ngày 8 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh kết hợp với triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính thực hiện các chương trình hành động của chính phủ, của ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện nghị quyết đại hội 13 của đảng, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp của ban thường vụ thị ủy, kết hợp với các đợt phát động và tổng kết các phong trào thi đua, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ về nội dung và kết quả thực hiện chuyên đề năm 2024 cũng như kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, cơ quan đơn vị. Thưa các đồng chí, phát huy kết quả đạt được trong những năm qua với truyền thống đoàn kết, thống nhất và sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã, tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghi Sơn sẽ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên, liên tục, hiệu quả qua đó, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ thị xã lần thứ 26 đề ra. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình an toàn cho ngư dân nghèo khó khăn năm 2024 của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sáng ngày 21 tháng 5 tại công sở Ủy ban nhân dân phường Hải Ninh, thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội nhóm thiện nguyện, kết nối yêu thương, tổ chức trao tặng quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo trên địa bàn phường Hải Ninh, phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn. Sự chương trình có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, Nguyễn Thu Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận Hai Bà Trưng thành phố Hà Nội cùng các đồng chí trong đoàn công tác. Về phía thị xã Nghi Sơn có đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, các đồng chí trong thường trực hội chữ thập đỏ thị xã nghi sơn lãnh đạo chính quyền phường hải ninh hải thanh và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường tại chương trình lãnh đạo thị xã nghi sơn hội chữ thập đỏ tỉnh thanh hóa hội chữ thập đỏ quận hai bà trưng thành phố hà nội đã trao tổng 200 trăm xuất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn hộ nghèo trên địa bàn thị xã nghi sơn trong đó phường hải ninh 147 trăm xuất phường hải thanh 53 ba xuất mỗi xuất quà gồm các nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng giá trị 750.000 đồng trên một suất. Đây là hoạt động ý nghĩa, những món quà tuy không lớn nhưng phần nào giúp cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, vơi đi khó khăn trong cuộc sống và động viên ngư dân có thêm niềm tin, động lực để vươn khơi bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Thưa quý vị và các bạn, Chiều ngày 20 tháng 5, đồng chí Mai Sĩ Lân, ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đi kiểm tra thực tế các hạng mục công trình để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 tại trường Mầm non Tĩnh Hải, trường Trung học cơ sở Trường Lâm và tiến độ xây dựng hạng mục công trình trường Trung học cơ sở Phú Sơn. Cùng đi có lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã. Xác định công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Năm 2024, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn có kế hoạch phấn đấu xây dựng và được công nhận mới 6 trường đạt chuẩn quốc gia, gồm 2 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường tiểu học và trung học cơ sở lương trí, 1 trường trung học cơ sở và 1 trường trung học phổ thông. Trường mầm non Tĩnh Hải có tổng số 26 cán bộ giáo viên, thiếu 1 giáo viên so với chỉ tiêu. Trường có tổng 266 học sinh được chia làm 9 nhóm lớp. Hiện nhà trường chưa có phòng hiệu bộ và phòng chức năng. Qua kiểm tra, thực tế về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, khuôn viên, bếp ăn, vệ sinh môi trường, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Mai Sĩ Lân đã chia sẻ khó khăn với nhà trường. Để đảm bảo các tiêu chí được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1, đồng chí đề nghị nhà trường tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ, chú ý đảm bảo dinh dưỡng cho các cháu cần đầu tư xây dựng khu nhà hiệu bộ và phòng chức năng, sửa chữa, cải tạo khuôn viên nhà trường, nhà vệ sinh và mua sắm thêm trang thiết bị phục vụ nhu cầu nuôi dạy trẻ. Phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo thị xã hoàn thiện về hồ sơ thủ tục để sớm được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đối với trường trung học cơ sở Trường Lâm, thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Trong thời gian qua, nhà trường cũng đã tập trung hoàn thiện các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định Hiện trường đang được đầu tư xây dựng một dãy phòng học 3 tầng, 12 phòng, một dãy nhà hiệu bộ 3 tầng, 8 phòng với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng. Phấn đấu trong năm 2024, trường Trung học cơ sở Trường Lâm được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cũng đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện hạng mục công trình trường Trung học cơ sở Phú Sơn. Hiện trường đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện một dãy phòng học 2 tầng, 12 phòng và một dãy nhà khu hiệu bộ 2 tầng 8 phòng. Hạng mục công trường, nhà bảo vệ, khuôn viên trường học, tường rào với tổng kinh phí 14 tỷ 900 triệu đồng. Qua kiểm tra tình hình thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị nhà thầu huy động phương tiện, máy móc, nhân lực, tập trung thi công, đảm bảo an toàn, chất lượng công trình và đảm bảo tiến độ đề ra. thưa quý vị và các bạn lạch bạng cửa bạng thuộc phường hải thanh thị xã nghi sơn nơi đây có sông bạng đổ ra biển núi cao so xuyên du xuyên nhoài ra sóng nước tạo nên một vùng xanh thắng kỳ tú lại có hệ thống đền chùa lễ hội mang nét đẹp văn hóa tín ngưỡng lâu đời của người dân vùng sông nước xanh thắng di tích lễ hội huyện hòa đã tạo nên một không gian văn hóa cửa bạng đặc sắc từ thành phố Thanh Hóa xuôi theo quốc lộ 1A đến ngã tư Còng, trung tâm thị xã Nghi Sơn, rẽ trái thêm khoảng 5 km, sẽ đến Lạch Bạng. Đặt chân đến vùng đất này, du khách dễ dàng cảm nhận hương biển mặn mòi, len lỏi trong không gian. Sông Lạch Bạng từ vùng rừng núi xuôi dòng đến khu vực giáp danh Hải Thanh, Hải Bình, Bình Minh, gặp sông Kênh Than đã hòa dòng rồi từ đây theo cửa bạng đổ ra biển nơi cửa lạch bạng một bên là núi cao so xuyên còn gọi là núi liên phong bên kia là sông dài uốn lượn biển mênh mông sóng bạc lấp lánh nếu lên núi so xuyên nhìn xuống thu vào tầm mắt là muôn trùng sông nước mênh mông cảnh sắc ấy khiến lòng người như thanh thang rộng mở dễ quên đi những muộn phiền nơi cửa bạng nhìn xa xa là quần đảo hòn mê với thập bát mã sơn, 18 đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Hồn Mê có diện tích lớn nhất, hơn 4 km vuông. Ở khu vực Hòn Mê có nhiều vụ biển như khe khế, mỏm trống mong. Kín gió vừa là nơi neo đậu an toàn của tàu thuyền khi gặp bão gió trên biển, vừa có bãi cát mịn màng, nước trong nhìn thấy rõ cả những rặng san hô. Đặc biệt, hòn đót nằm trong cụm mê có nhiều chim yến xưa kia những ngư dân trong vùng hàng năm phải chiều cống yến xào cho triều đình đến thời tây sơn nhà vua mới hạ chiếu miễn nộp loại sản vật quý hiếm này những năm tháng đất nước chống ngoại xâm đào mê là pháo đài thép những dấu tích và kỳ vật của một thời oanh liệt ấy hãy còn hiện hữu trên hòn đảo nhỏ anh hùng khiến mọi người và du khách thêm quý thêm yêu những con người kiên trung đã anh dũng ngã xuống cho đào mê xanh mãi màu xanh tràn đầy sức sống sách về miền du lịch xứ thanh tác giả hoàng minh tường cũng theo tác giả hoàng minh tường từ cửa bạn trích một chút về hướng nam sẽ bắt gặp đảo nghi sơn nhìn xa tựa như chuỗi ngọc mà thượng đế bỏ quên bên bờ biển sóng vụ biển nghi sơn được thương nhân hàng hải trung hoa và thuyền buôn nước ngoài chọn làm điểm buông neo và tránh gió bão lý tưởng trong cuộc hành trình từ tây sang đông và ngược lại. Với địa thế thuận lợi cho tàu thuyền giao thương buôn bán, người dân Lạch Bạn tin rằng vùng đất này thời xa xưa đã có con người đến đây lập nghiệp, tạo nên sự phồn thịnh của cư dân cửa bạng. Và cùng với nỗ lực bưu sinh phát triển kinh tế, những thế hệ người dân Lạch Bạn còn cùng nhau vun đắp, dựng xây các công trình kiến trúc tâm linh, gửi gắm niềm tin tín ngưỡng. Đó là đền Lạch Bạn Tương truyền có lịch sử khởi dựng cách ngày nay trên 700 năm, ngôi đền thiêng của người dân vùng biển là nơi thờ tứ vị Thánh Nương, Thái Úy, Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành. Đền lệch bang không bề thế mà uy nghiêm, vững chãi trước sóng nước biển khơi. Ngôi đền mang nét đẹp kiến trúc thời Lê, Nguyễn, với các mảng chạm khắc gỗ mềm mại, tinh tế, đề tài long, ly, quy, phượng và hoa lá cách điệu. Tại đền Lạch Bạng, hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật quý giá, trong đó ngoài chuông đồng đúc thời vua tự Đức, thì tại di tích còn lưu giữ tới 32 đạo sắc phong thời Lê Nguyễn, trong đó có 17 đạo sắc được giữ gìn nguyên vẹn. Đặc biệt dưới chân đền Lạch Bạng, ngay mép nước biển, còn có cây bàng hàng trăm năm tuổi. Theo lời kể của người dân trong vùng, cây bàng cổ thụ đã chứng kiến đời núi đời những thế hệ cư dân cửa bạc sinh ra lớn lên. Đền Lạch Bạc là không gian thiêng gắn liền với tín ngưỡng của người dân vùng biển. Theo người dân trong vùng, khi xưa dù là tàu thuyền của thương nhân mỗi lần qua cửa bạc hay thuyền của ngư dân trước khi vươn khơi bám biển đều vào đền dân hương cầu mong sự phù trợ của các vị thần để chuyến đi được bình an thuận lợi. Thuyền về đầy tôm cá. Và tại đền Lạch Bạc xưa kia, mỗi năm diễn ra nhiều lễ hội lớn nhỏ. Tuy nhiên đến nay, lễ hội Công ngư tại Đền Lạch Bạng diễn ra vào đầu tháng 4 âm lịch, được tổ chức trọng thể quy mô hơn cả. Theo ông Nguyễn Văn Hòa, thủ nhang Đền Lạch Bạng, lễ hội cầu ngư là một lễ hội lớn với nhiều nghi lễ như lễ xuống mùa, lễ tải mã và lễ tiền hiền. Mỗi nghi lễ chứa đựng ý nghĩa riêng, trong đó lễ tải mã là nghi lễ của những người đi buôn. Khi xưa, khi giao thông đường thủy vẫn giữ vai trò trọng yếu, nghề buôn bán ở làng Du Xuyên Ba Làng rất phát triển, tạo nên những đoàn thuyền buôn hùng mạnh. Vào tháng 11 âm lịch, đoàn thuyền buôn sẽ sắm sửa lễ vật vào đền dân cúng, cầu mong sự tốt lành. Sau đó họ sẽ chọn ra những người có uy tín, gia đình hòa thuận, không tăng cớ để rước thánh xuống thuyền, cùng với các thuyền buôn vươn khơi đưa hàng hóa đi muôn phương sau những ngày dài buôn bán vào các dịp tết các thuyền buôn sẽ trở về họ không quên sắm sửa lễ vật đồ mã để tạ ơn thần linh đã phù trợ khác với lễ tải mã lễ tiên hiền lại là nghi lễ tưởng nhớ những người đi biển không may gặp nạn và theo kinh nghiệm của người dân biển vùng cửa bạng từ tháng riêng đến tháng 3 âm lịch nước biển trong xanh là mùa sinh sản của tôm cá việc đi biển đánh bắt vì thế cũng hạn chế đây cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi của ngư dân. Vì thế trong dân gian vẫn thường có câu Tháng ba xanh nước em ơi, tiền riêng giấu mẹ mà nuôi anh cùng. Sang đến tháng tư cũng là thời điểm chuẩn bị cho một mùa đi biển mới. Đây cũng là lúc ngư dân làm lễ cầu ngư xuống mùa, gửi gắm niềm tin ước vọng, mong cầu các vị thánh, thần, che chở, phù trợ. Sau lễ hội cầu ngư xuống mùa, ngư dân lại thui thuyền, nhuộm lưới, ra thăm rào ngoài, ra thăm con cá đốm ngoài, hỏi thăm con cá đốm dài ngoài khơi. Được thua thì cũng nhờ trời, con mực, con mỡ, ngoài khơi cũng nhiều. Cách đền lạch bạng chỉ một quãng ngắn là đền thờ vua Quang Trung, được xây dựng vào cuối thế kỷ 18. Ngôi đền thờ vị vua Triều Tây Sơn dựa lưng vào núi, hướng nhìn xuống dòng sông Bạng. Vào dịp đầu xuân hàng năm, tại đền thờ vua quang trung diễn ra lễ hội truyền thống nhằm tưởng nhớ người anh hùng áo vải đặc biệt lễ hội đền thờ quang trung ở lạch bạng phường hải thanh và cù lao biện biện sơn xã nghi sơn thị xã nghi sơn đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đây là niềm tự hào cũng là động lực để người dân trong vùng giữ gìn phát huy giá trị tốt đẹp của lễ hội nằm trong không gian văn hóa bên sông lạch bạng còn có chùa Đắc Tiên và đền Thanh Xuyên. Về với non nước cửa bạn, về với những di tích lễ hội đậm màu sắc văn hóa dân gian, giữa nhịp sống tưởng chừng như vội vã, ta vẫn thấy ở đây nét văn hóa vùng biển đặc sắc và đậm nét. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản có xu hướng phức tạp đặc biệt với phương thức lừa đảo ngày càng tinh vi sử dụng công nghệ cao mạng internet mạng điện thoại để lừa đảo gây thiệt hại lớn về tài sản của người dân làm phức tạp tình hình an ninh trật tự tại địa phương và rất khó khăn trong quá trình điều tra xử lý của lực lượng chức năng để trang bị cho cán bộ công nhân viên chức người dân kiến thức về nhận diện các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường gặp nhằm chủ động phòng ngừa không xa vào bẫy của các đối tượng đồng thời nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng ngừa loại tội phạm này, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho nhân dân, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Công an thị xã Nghi Sơn thông báo tới người dân các phương thức thủ đoạn lừa đảo thường gặp cụ thể như sau. 1. Lừa đảo truyền thống một Nhỏ Lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng Lấy danh nghĩa cán bộ ngân hàng để huy động vốn với lãi suất cao, sau đó chiếm đoạt. Cán bộ ngân hàng lợi dụng sơ hở thiếu sót trong thực hiện quy trình, quy định, thẩm định trong hoạt động tín dụng, giải ngân, đáo hạn, gửi tiết kiệm, thanh toán lãi suất và sử dụng thủ đoạn làm giả tài liệu, đánh cháo giấy tờ, làm giả con dấu để chiếm đoạt tài sản của người dân và doanh nghiệp. Lợi dụng sơ hở trong công tác phát hành thẻ tín dụng của ngân hàng, đối tượng làm giả hồ sơ của nhiều cá nhân khác nhau để mở nhiều thẻ tín dụng, sau đó chiếm đoạt số tiền được phát hành trong thẻ giả danh cán bộ ngân hàng, gọi điện thông báo có người chuyển tiền vào tài khoản nhưng do bị lỗi, yêu cầu khách hàng cung cấp mã số thẻ và mã OPT, sử dụng thông tin do bị hại cung cấp để kiểm tra, sau đó rút tiền và chiếm đoạt. Hai nhỏ, lừa đảo trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Các đối tượng dùng thủ đoạn tạo ra các dự án ma với bản thiết kế chi tiết, quảng cáo rộng rãi, tiến hành xin các thủ tục cấp phép đầu tư như các dự án thật để người dân tin đưa ra thông tin không đúng về đấu giá quyền sử dụng đất, thu hút người dân nộp tiền đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Ba nhỏ, lừa đảo tiền xin việc, xuất khẩu lao động, đi học, hưởng chế độ chính sách. Quảng bá việc xuất khẩu lao động sai sự thật, dùng thủ đoạn tổ chức đi du lịch hoặc sử dụng visa, đưa người lao động sang nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thu phí để đưa lao động đi xuất khẩu, sau đó chiếm đoạt tiền và bỏ trốn. Giới thiệu có thể xin được việc làm, đi học ở các trường đại học, cao đẳng hoặc thi tuyển công chức, viên chức để nhận tiền rồi chiếm đoạt. Tạo dựng bản thân có mối quan hệ với những người có chức vụ và thẩm quyền trong các cơ quan đảng, nhà nước, nhận tiền để làm hồ sơ hưởng chế độ chính sách, sau đó chiếm đoạt. Bốn nhỏ, lừa đảo dưới hình thức chơi hụi, họ, phường, huy động vốn lãi suất cao. Kêu gọi người dân đóng tiền chơi hụi, họ, phường để lấy lãi, huy động vốn đầu tư kinh doanh xây dựng hứa trả với lãi suất cao, sau đó chiếm đoạt. Năm nhỏ, lừa đảo thuê xe mượn tài sản, thuê xe ô tô tự lái sau đó làm giả hợp đồng ủy quyền sử dụng xe, rồi mang xe đó đi lừa bán cho người khác, chiếm đoạt tiền và bỏ trốn. Thuê mượn tài sản như sổ đỏ, nhà ở, xe ô tô, xe máy, điện thoại, sau đó mang đi cầm đồ hoặc bán lấy tiền. Hai lừa đảo phi truyền thống lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản một nhỏ lừa đảo cuộc gọi video deepfake voice. các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để tạo ra những video hoặc hình ảnh giả sao chép chân dung nhằm tạo ra các đoạn video giả người thân bạn bè để thực hiện các cuộc gọi lừa đảo trực tuyến hai nhỏ chiếm đoạt quyền sử dụng sim điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản các đối tượng gọi điện cho bị hại tự xưng là nhân viên cục viễn thông, trung tâm viễn thông để yêu cầu nạn nhân nhắn tin theo cú pháp đối tượng đưa ra, nếu làm theo sẽ mất quyền kiểm soát sim, từ đó các đối tượng dễ dàng chiếm đoạt được tài khoản mạng xã hội, tài khoản ngân hàng, ví điện tử của nạn nhân. Ba nhỏ, tuyển cộng tác viên online bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Các đối tượng mạo danh nhân viên các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiki, TikTok Shop tuyển cộng tác viên làm các nhiệm vụ chuyển tiền thanh toán các đơn hàng, tăng tương tác, doanh số theo các đơn hàng bất kỳ mà chúng gửi, hứa hẹn trả tiền công và lợi nhuận cao từ 10 đến 30% sau đó chiếm đoạt. 4. nhỏ, giả danh cơ quan thực thi pháp luật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng sử dụng sim có các đầu số như 840, 882, 9410, 9470 để giả danh là cán bộ công an viện kiểm sát tòa án gọi điện đến nạn nhân thông báo có liên quan đến vụ án hình sự ma túy rửa tiền xuyên quốc gia giả danh nhân viên viễn thông gọi điện thông báo nợ cước viễn thông nhân viên điện lực gọi điện thông báo nợ cước dọa cắt điện giả danh cảnh sát giao thông gọi điện thông báo phạt nguội gây tai nạn bỏ trốn nhằm gây sức ép dọa nạt làm người dân hoang mang làm giả các lệnh bắt giam khởi tố của cơ quan công an viện kiểm sát để đe dọa nạn nhân yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản do chúng cung cấp hoặc cung cấp mã OTP của tài khoản để phục vụ công tác điều tra, sau đó bị chiếm đoạt tiền. Năm nhỏ, lừa đảo qua tin nhắn brand name, phát tán tin nhắn giả mạo. Các đối tượng sử dụng trạm phát sóng BTS giả mạo để gửi hàng loạt tin nhắn lừa đảo tới người dùng. Nạn nhân làm theo hướng dẫn từ tin nhắn sẽ bị đánh cắp thông tin cá nhân. Sáu nhỏ, mời gọi tham gia dịch vụ hẹn hò online. Đối tượng đăng bài quảng cáo mời gọi làm thành viên dịch vụ hẹn hò online qua ứng dụng mạng xã hội. Sau khi đăng ký tài khoản, người tham gia được yêu cầu xác thực để hoàn thành nhiệm vụ, nhận hoa hồng bằng cách truy cập vào đường link và nạp tiền theo hướng dẫn của hệ thống để chiếm đoạt. Bảy nhỏ, giả danh lãnh đạo tỉnh, sở ban ngành và địa phương để lừa đảo. Các đối tượng truy cập vào trang Facebook, Zalo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành và địa phương để lấy hình ảnh cá nhân sau đó lập tài khoản Facebook Zalo khác với tên và hình ảnh tương tự, kết bạn rồi nhắn tin mượn tiền hoặc nhờ bạn bè, người thân, đồng nghiệp của người bị giả danh, chuyển tiền thanh toán hóa đơn, mua hàng hoặc trả nợ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tám nhỏ, mạo danh là giáo viên, nhân viên y tế nhà trường hoặc nhân viên y tế bệnh viện. Liên hệ trực tiếp với phụ huynh học sinh, báo tin về việc học sinh bị tai nạn, đang nhập viện cấp cứu, yêu cầu phải nhanh chóng chuyển tiền để đóng viện phí cấp cứu bệnh nhân, từ đó chiếm đoạt tài sản. 9. Giả danh cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, liên hệ với các cơ quan doanh nghiệp để lừa đảo bán tài liệu, phương tiện, yêu cầu tổ chức các lớp tập huấn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm trục lợi. 10. Kêu gọi đầu tư tài chính, tiền ảo kinh doanh đa cấp, kêu gọi người dân bỏ tiền tham gia đầu tư mua bán, giao dịch các loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số, tiền mã hóa. Khi huy động được lượng tiền đủ lớn, các đối tượng chủ sàn sẽ can thiệp điều chỉnh kết quả giao dịch thắng thua một cách tinh vi hoặc đánh sập hệ thống để chiếm đoạt toàn bộ số tiền của nhà đầu tư. 11 nhỏ, giả vờ yêu đương gửi nhận quà từ nước ngoài, đối tượng kết bạn qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber, Telegram, giới thiệu là người nước ngoài, quân nhân, doanh nhân thành đạt đang công tác nước ngoài làm quen với bị hại, giả vờ yêu đương, hứa hẹn tặng quà có giá trị cao như vàng, kim cương, USD cho bị hại, chủ yếu là phụ nữ. Đồng thời đối tượng bố trí các đối tượng khác giả danh nhân viên sân bay, hải quan, bưu điện, thuế liên lạc với bị hại, thông báo quà tiền, hàng hóa đã chuyển về Việt Nam, yêu cầu bị hại phải nộp các loại phí dịch vụ, phí hải quan, thuế để được nhận quà, tiền hàng hóa từ nước ngoài gửi về vào số tài khoản ngân hàng do đối tượng cung cấp, sau đó ngắt liên lạc, chiếm đoạt tiền của bị hại. 12 nhỏ đánh cắp tài khoản mạng xã hội của người Việt Nam ở nước ngoài, sau đó nhắn tin cho bạn bè, người thân ở Việt Nam để vay mượn tiền, chuyển ngoại tệ và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng cho các đối tượng. 13 nhỏ mua hàng trực tuyến với giá rẻ. Các đối tượng đăng tin bán ô tô, xe máy, thiết bị điện tử, đồ tiêu dùng trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo để mua được hàng. Đối tượng yêu cầu phải đặt cọc trước và chuyển tiền vào số tài khoản do chúng chỉ định. Sau khi nhận được tiền đặt cọc đối tượng không giao hàng, khóa trang mạng, cắt đứt mọi liên lạc với nạn nhân. 14 nhỏ, giả chuyển tiền nhầm rồi ép trả lãi suất cao. Các đối tượng cố ý chuyển tiền nhầm vào tài khoản của người dân với nội dung cho vay, sau đó có người gọi điện thoại báo rằng mình vừa chuyển nhầm và nhờ chuyển lại thông qua một tài khoản khác. Sau một thời gian, người chủ tài khoản chuyển nhầm đòi tiền nạn nhân, chúng đưa ra chứng từ gửi tiền, thông tin chuyển khoản, làm bằng chứng bắt nạn nhân thanh toán tiền lãi, trong những ngày trước, nếu không trả sẽ bị quấy rối hoặc khởi kiện ra tòa. 15 nhỏ gọi điện quấy rối đe dọa khủng bố đòi nợ. Các đối tượng tự xưng là nhân viên của các công ty tài chính gọi điện, nhắn tin quấy rối đe dọa theo kiểu khủng bố để gây áp lực, ép buộc người vay phải trả nợ. Đặc biệt các đối tượng gọi điện nhắn tin cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và đăng hình ảnh lên mạng xã hội với nội dung phản cảm, sai sự thật gây bức xúc trong cơ quan doanh nghiệp và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. 16 nhỏ, lừa vay vốn qua áp. Lợi dụng tâm lý muốn được vay vốn với số tiền lớn với lãi suất thấp, không cần thế chấp tài khoản, thủ tục nhanh gọn, các đối tượng đã đăng tin cho vay vốn thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook. Sau khi tiếp cận được nạn nhân, chúng sử dụng SIM tài khoản thuộc các trang mạng xã hội để hướng dẫn thực hiện thủ tục vay thông qua các ứng dụng tài chính online. Tiếp theo, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nhiều lần vào các tài khoản mà chúng cung cấp với các lý do như chuyển tiền để chứng minh tài chính, nộp tiền thuế, khoản vay, chuyển tiền để đảm bảo hồ sơ vay, tài khoản yêu cầu vay bị sai hoặc thiếu thông tin, số tiền vay vượt quá định mức vay. Sau khi nạn nhân chuyển tiền, thì các đối tượng nhanh chóng rút tiền khỏi tài khoản, khóa sim, cắt đứt liên lạc nhằm chiếm đoạt tài sản. 17 nhỏ thông báo trúng thưởng đối tượng giả mạo các ngân hàng công ty tài chính thông báo dạng có chương trình khuyến mãi tặng quà tri ân khách hàng và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân số tài khoản để tham gia hoặc thông báo bạn đã trúng thưởng một món hàng có trị giá cao như xe máy sh điện thoại iphone sổ tiết kiệm có giá trị vài trăm triệu đồng sau đó đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng chỉ định để làm thủ tục nhận thưởng nhưng sau khi nhận được tiền các đối tượng cắt đứt mọi liên lạc với bị hại 18 nhỏ lừa nhận giải cứu đưa người Việt Nam từ Campuchia về. Lợi dụng việc công dân Việt Nam ở Campuchia có nhu cầu về nước, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook đăng tải bài viết trong các nhóm người Việt Nam lao động làm việc tại Campuchia với nội dung nhận giải cứu đưa người Việt Nam từ Campuchia về Việt Nam. Khi công dân Việt Nam tại Campuchia liên hệ, đối tượng yêu cầu cung cấp họ tên, chụp ảnh nơi ở và thông tin liên hệ người thân. Sau đó đối tượng sử dụng thông tin cung cấp cho người thân nạn nhân yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để làm thủ tục cho nạn nhân nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi nhận được tiền, đối tượng chặn liên hệ và chiếm đoạt tài sản. 19 nhỏ tạo các fanpage đặt chung tên hoặc gần giống với nhiều fanpage có uy tín trên các trang mạng xã hội để đăng bài kêu gọi quyền góp ủng hộ từ thiện, các trường hợp khó khăn không có thật, sau đó chiếm đoạt tài sản. 20. Mạo danh là nhân viên chăm sóc khách hàng của các nhà mạng, ngân hàng, ví điện tử, để hỗ trợ giải quyết các sự cố cho khách hàng hoặc hướng dẫn bị hại cách nâng cấp SIM 4G, 5G, đóng cước phí thuê bao điện thoại, khi lấy được lòng tin của bị hại và bị hại làm theo hướng dẫn của đối tượng, chúng sẽ yêu cầu bị hại cung cấp dãy số OTP được gửi đến điện thoại của bị hại, cung cấp tài khoản ngân hàng, từ đó chiếm đoạt tài sản. 21. Đăng tin trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, giả danh các cơ quan công an, văn phòng luật sư để tư vấn, thu hồi tài sản mà bị hại đã bị lừa trước đó, yêu cầu bị hại nộp tiền. 22. Giả mạo cán bộ ngân hàng gọi điện hoặc nhắn tin cho bị hại, thông báo có giao dịch chuyển tiền vào tài khoản nhưng bị treo và yêu cầu cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu dịch vụ internet banking và mã OTP để nhận tiền, thực hiện rút tiền, chuyển tiền vào tài khoản hoặc thanh toán hóa đơn rồi chiếm đoạt. sao máy cộng thêm nhiều phí thế? đã vậy còn phải chờ hàng về nữa à? kìa trời nóng như thiêu rồi, ở đâu có điều hòa? giao ngay và luôn không? có điện máy xanh đây, điện máy xanh dẫn đầu một triệu điều hòa, bao vật tư và công lắp đặt nên luôn sẵn hàng giá tốt, <laughs> cần là giao ngay. Vậy thì nhưng à, không có nhưng vì giá rẻ là bao chốt hàng như điều hòa Nagakawa Inverter 9000 BTU giá rẻ chỉ từ 4 triệu 990 nghìn thôi Ui. giá đã rẻ lại còn miễn phí giao hàng luôn nhá mua điều hòa đa điện máy xanh một triệu máy dẫn đầu cần là giao ngay alo sao máy cộng thêm nhiều phí thế đã vậy về chửi nóng như thiêu rồi ở đâu có điều hòa giao ngay và luôn không có điện máy xanh đây điện máy xanh dẫn đầu một triệu điều hòa bao vật tư và công lắp đặt nên luôn sẵn hàng giá tốt Úi. cần là giao ngay vậy thì mượn điểm nhưng à không có nhưng vì giá rẻ là bao chốt hàng như điều hòa sắp inverter chín nghìn btu giá cực tốt chỉ từ mười triệu bốn trăm chín mươi đồng thôi và có hỗ trợ trả góp không phần trăm không cần trả trước luôn nhá mua điều hòa đã điện máy xanh một triệu máy dẫn đầu cần là giao ngay chương trình ưu đãi tuyển sinh Trường Mầm non Minh Nhật, Manchester Sorry, ưu tiên giảm học phí cho các bé có hoàn cảnh khó khăn, trợ cấp học bổng cho gia đình có con thứ ba tham gia học tại trường, hỗ trợ can thiệp cho bé tăng động, hỗ trợ can thiệp cho bé bị chậm nói. Chương trình hoạt động: học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài, năng khiếu, múa, võ, yoga kids, rèn luyện tính tập trung, gim kids, phát triển kỹ năng vận động cho bé, học theo chương trình dự án giáo dục sớm. Tại sao nên chọn mầm non minh nhật, manset story? Nhóm trẻ mới thành lập, xây dựng trang thiết bị đầy đủ, có camera trong và ngoài lớp, thuận tiện cho phụ huynh quan sát yên tâm mọi lúc mọi nơi. Đội ngũ giáo viên năng động, nhiệt tình vui vẻ, thân thiện, tâm huyết và có kinh nghiệm và chuyên môn. Thời gian nhận trẻ và trả trẻ phù hợp với thời gian làm việc của phụ huynh. Phòng rộng rãi thoáng mát, có cây xanh bao phủ khắp trường, đầy đủ tiện nghi camera, điều hòa. Sĩ số lớp luôn cân đối hợp lý giữa số trẻ và giáo viên. Chế độ dinh dưỡng phong phú đa dạng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Chương trình học đa dạng phong phú, phù hợp với từng lứa tuổi. Học Anh văn 5 đến 6 buổi trên một tuần, có hệ thống xe đưa đón hai chiều. Học phí cực kỳ yêu thương. Mầm non Minh Nhật Manchestery kính mời cha mẹ tới tham quan và đăng ký học cho bé để con được trưởng thành trong môi trường tốt nhất. Mầm non Minh Nhật, Montessori, ngôi trường của lòng yêu thương. Số điện thoại 0981 427 891 để được tư vấn rõ hơn. Tổ dân phố Xuân Hòa, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn. Mầm non Minh Nhật, Montessori, song ngữ, cho mẹ niềm tin, cho con vững bước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất cao văn lâm biên tập văn tuấn kỹ thuật truyền dẫn phát sóng trung luyến cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại